Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch lúc 15 giờ chiều ngày 26 tháng 7. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch. Đây là nơi an nghỉ của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo thông báo của Ban tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lễ viếng Tổng Bí thư sẽ tiếp tục từ 7 giờ hôm nay 26 tháng 7 đến 13 giờ cùng ngày. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động sáng 26 tháng 7, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch được thắt chặt để phục vụ cho lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra chiều cùng ngày. Nghĩa trang Mai Dịch nằm trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc địa phận quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là nơi an táng các cán bộ cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc anh hùng lực lượng vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi từ trần. Nghị định 105/2012 NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ đã quy định rõ các thành phần cán bộ cao cấp đủ tiêu chuẩn an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch. Nghĩa trang Mai Dịch nằm trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc địa phận quận Cầu Giấy, Hà Nội, được xây dựng từ năm 1956. Nghĩa trang Mai Dịch có tổng diện tích 5,9 ha nhằm quy tập các phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Pháp của thành phố Hà Nội. Đến năm 1982, Nghĩa trang được chỉnh trang, quy hoạch các khu mộ để phục vụ an táng các phần mộ của các cán bộ cấp cao qua đời. Đây là nơi an táng các cán bộ cấp cao bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và tang lễ sẽ được cử hành theo nghi lễ quốc tang hay các cấp nhà nước. Trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1995, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đầu tư cải cách và xây dựng mới toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nghĩa trang. Hiện tại, Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội có 1.224 liệt sĩ đã an nghỉ tại đây và hàng trăm cán bộ cấp cao được chia khu vực rõ ràng. Tháng 12 năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án cải cách, nâng cấp, mở rộng Nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Theo đó, khuôn viên Nghĩa trang sẽ được mở rộng thêm 3.000 m2 để quy hoạch nơi an táng thêm 500 mộ liệt sĩ và cán bộ cấp cao khi qua đời. Nghĩa trang Mai Dịch hiện là nơi an nghỉ của nhiều nhà lãnh đạo đã có công lao to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân như các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Hùng, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Lê Khả Phiêu, Lê Văn Lương, Đào Duy Tùng, Chu Huy Mân, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy Trinh, Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng, Tố Hữu. Chi tiết chương trình tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 19 tháng 7 năm 2024, theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thành phố Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7. Sau đó, đồng chí được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch. Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu vào 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Cùng thời gian trên, lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong hai ngày quốc tang, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn về lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công văn nhằm thực hiện thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1. Lễ viếng diễn ra từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 thứ Năm và 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 thứ Sáu. Lễ truy điệu lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 thứ Sáu. Trong hai ngày quốc tang, ngày 25 và 26 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức rủ, có giải băng tang màu đen, có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ, băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2/3 chiều cao cột cờ. Cờ rủ được treo tại vị trí treo cờ hàng ngày. Nhân dân và các đoàn đại biểu của cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phân công trưởng đoàn trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức quốc tang. Cá nhân và tổ chức tới viếng không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn, không mang theo túi sách, chỉ mang theo giải băng viếng tang màu đen chữ trắng, có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức chuẩn bị. Xúc động không gian tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quận Phú Nhuận. Những ngày này, người dân đến trụ sở của phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các thủ tục hành chính đều dành thời gian dừng lại tham quan, xem các tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, tại sảnh của trụ sở phường 9, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng không gian tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không gian tưởng niệm này được đặt ngay cạnh không gian văn hóa Hồ Chí Minh của phường. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 9 cho biết rất xúc động khi tham quan không gian tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại không gian tưởng niệm, ông được hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và những công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đất nước. Ông Nguyễn Văn Minh cho biết, chiều ngày 19 tháng 7, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, bản thân ông rất bàng hoàng. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật của mỗi người, nhưng ông Minh vẫn không muốn tin đó là sự thật. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, vừa có tư duy lý luận vượt trội, vừa có phương pháp lãnh đạo khoa học, chỉ đạo kiên quyết, nói đi đôi với làm. Tổng Bí thư cũng có lối sống giản dị gần gũi với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, cấp dưới. Ông Minh cảm nhận. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy phường 9 cho biết, không gian tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phường 9 thực hiện từ trưa ngày 22 tháng 7 và kéo dài đến ngày 26 tháng 7 năm 2024. Tại đây sẽ trưng bày các tài liệu như sách, báo, tạp chí, hình ảnh, video clip về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không gian tưởng niệm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tìm hiểu thông tin, những lời dạy của Tổng Bí thư và bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn của mình đối với Tổng Bí thư. Sau khi triển khai không gian tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường đã đến tham quan, ghi cảm xúc của mình dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo nói, theo trưởng ban tuyên giáo quận ủy Phú Nhuận Trần Xuân Nguyên, quận ủy Phú Nhuận triển khai không gian tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở các cơ quan đơn vị để cán bộ, đảng viên và nhân dân các quận được bày tỏ cảm xúc, lòng kính yêu, quý trọng dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Trần Xuân Nguyên cho hay, trong khoảng thời gian ngắn, quận ủy Phú Nhuận đã triển khai nhanh, hiệu quả, đồng loạt không gian tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên phạm vi toàn quận.
không gian tưởng niệm đảm bảo vừa trang nghiêm vừa giản dị gần gũi để tiếp cận với đại đa số người dân. Theo Quận ủy quận Phú Nhuận, đến nay trên địa bàn quận Phú Nhuận đã có hơn 20 không gian tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được hình thành với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trực quan, sinh động. Việc làm ý nghĩa này nhận được sự đồng tình hưởng ứng và thu hút hơn 1.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân đến tham quan và ghi lại những cảm xúc của mình.